đây đây có cá khô, nó nấu của chú. Đây cá khô nha, cá khô. Đang lẽ bữa nay là Phong về sớm rồi, thì dắt xế tới chiều luôn, nó mưa quá trời luôn rồi phải ở đây. Đây là làm phải tốn tiền mua ốc nữa. Cá đu đù này chiên, là cá chỉ vàng chiên mà mặn mặn mà ăn với cơm nguội á, ngon lắm. Nãy đi ốc mà bình thường ở đây chưa nước mắm với mình làm không có ngon á, chứ phải đầy đủ chanh ớt đường đồ. Nãy chạy ghé quán mà bán cơm tấm á, mua 10.000 mà cuối cùng ta cho. Hôm nãy mà cho mua ớt không có. Mua 10.000 mà ta cho, ta không có lấy tiền. Em mà mua ớt có thì em làm mà tặng. Đâu ba bịch này 10.000 chứ. Không có, ta cho mà. Thấy anh nó tốt á, thấy em quen á cho. Còn đấm ở đâu vậy ta? Đấm gần đây nè. Đây có mì gói. Mì gói thì anh em chuẩn bị tối đó, giống như mà đói bụng á, tại vì ngày nhầm khi anh em ăn thất thường nó không có, nhầm khi cũng không ăn chung. Có giấc tối á, giấc tối này đói à. Cứ đói là ăn rồi cô chú. Còn mấy anh em đây ai đói thì ăn, nấu mì nè. Cái này á là để cho nó vừa hở nắp ra thôi. Chứ mà hở mày ra thôi chứ mình chín quá nó teo uống chút rồi không có ngon. Sợ mất thịt á. Để chọn lên, chọn lên. Cái này em là em hay em xào xào ớt đây cô bác chị xem nè, cũng không đủ dụng cụ nên chấm này hấp dẫn đó, ngon. Tháng lẽ chiều về luôn là được rồi, bây giờ lại phải đãi anh em món ốc nữa. Làm lớn quá chút mai ta đãi lại ốc ốc bung luôn, ốc bung quá đãi mai đãi món khác rồi đó. Em đãi lại món mì tôm nha, rồi tối nay cho đãi mì tôm nha. Gà tươi, rau này mua trong siêu thị với cô chú. Dạ ngon, rau này ăn mì ngon. Mì ngon, mua trong siêu thị á. Đây. Đây, có trái dưa. Dưa hấu nè, dạ ăn không? Ăn giờ sắc luôn. Sắc luôn đi. Sắc luôn ăn đi. Ừ. Lên coi mấy anh em đang làm gì trên trển á. Mấy coi ốc chín ấy ra nha em. Ốc chín đổ ra nha, nãy anh có bỏ ít bột niêm cho nó dút vô cho nó ngọt á. Đây đây giờ sẽ hấu này, sẽ giấu ra mời quý cô chú một miếng đi. Đây cái dĩa ra cho nó ngon ngon chút. Đây dưa hấu này là dưa hấu bị tật. Dưa hấu này dưa hấu nó... thấy nó bị vậy nhưng mà nó ngon, nó ngọt mà không biết nó có dày vỏ hay mỏng vỏ ở bên trong như thế nào ha. Xéo rồi cầm xe dao xéo xéo vậy. Hồi hộp quá vỏ nó cứng quá. Ngon, trái này ngon nha, trái này ngon, trái này giờ biết ngọt rồi. Chỉ đây ha, đinh thớt á. Ăn dưa hấu ông Minh ơi, xuống ăn dưa hấu à mấy đứa ơi, đây ăn nè. Trời ơi nó mỏng vỏ ghê ha, ngon quá ngon, giờ em thèm chảy nước miếng luôn. Em có mua hũ muối ớt nữa kìa. Ừ, cái này chấm muối ngon lắm. Em có mua hũ muối ớt. Ăn từ từ, ăn nhanh quá nó sạch. Bự ăn luôn cho nó cay. Ăn dưa hấu chú nó rất là no hơi, no hơi lắm. Nước nhiều quá. No hơi là ăn chút hồi ăn nó sẽ nhiều, ăn mấy miếng hai miếng là nó no rồi mình sẽ chút ăn cái khác nó sẽ mắc ngon. Đúng giờ mùa ngay chỗ này ngon, giờ không ngon quá. Rồi đến luôn đi. Nó bự quá cắn nó dính đầu mũi à. Ăn cạp cạp dính cho nó nhìn nó mới ngon. Em mẹ muốn cắt nhỏ nhỏ ra mà thôi em cắt thì. Này dính đầu mũi. Anh nãy anh tưởng mua dưa hấu này nó mắc chứ, vô cuộc tính ra vậy là dễ à. Minh ơi, Thảo Duyên ơi. Đây nè, xuống đây dưa hấu nè. Đây nè, dưa hấu ngon quá trời nè. Ốc tù lưu quá nè, xuống đây. Đợi đi. Ngon quá. Nãy là Nguyễn Minh Mạnh có đi mua mì rồi thì có mua thêm bộ muối nữa. Để này ăn giá thiệt. Tù cái nồi nó chín chưa mà. Tù, nó sâu quá trời luôn rồi. Đây, chín rồi, ốc chín rồi, vớt ra giùm anh đi Thủy ơi. Cái mài nó xúc vô hết rồi nè. Cái mài nó xúc vô là ngon rồi. Thêm mấy cho nó ba cái vỏ này cho nó sạch. Này ăn liền nó nóng ngon lắm. Chín rồi, nó hở nắp hết rồi. Nó ba cái nó lên giùm nó không được đẹp. Anh tí này sống ăn chết luôn á nha. Sống ăn hơi luôn. Không chín rồi. Tí nữa đi hầm hầm thôi, chín đi. Trời ơi. Thì, giống như hôm bữa của chú, luộc ốc đã đời tại mấy anh em không có nồi son á, luộc bằng cái kia á.
cái mài nó dính vô cái ốc á. Không chú ăn hả? Bóc đi ăn. Bóc đi ăn. Được bằng thiệt chứ. Mấy anh em mời mạnh mời. Rồi, mời anh em dùng ốc. Nhớ nè, ngoan là mai có tiền nha. Đại ốc rồi bắt vô tiền nữa. Tao nãy kêu mình ngoan kêu cho tiền. Ngoan không có tiền nha. Ê, vô anh em nhập tiệc nè. Chú ơi, ăn một con chô ốc to quá. Chú ăn luôn nè. Giờ mình chuyển sang bên lại vlog cho nó. Chắc làm tin tức mệt quá. Tin tức lại bây giờ mùa dịch như thế này, chắc em nghĩ là mình nên đổi sang làm vlog á. Để lắp mình chôn nhau rồi đó. Trời chứ bây giờ đâu có đi làm. Chôn cái xẻn thôi. Ủa anh ơi, như ủa? Ốc này, ốc sau này có con ốc bu trong đây nữa. Bu đỏ anh ơi. Ok vậy, có con ốc bu nữa nè. Không, nãy giờ ăn tô ốc đó không hả? Ủa mà sao lộn con ốc đó kìa vậy ta? Ốc bu đỏ thì ăn có đây nè. Ủa? Ăn nghe nói ốc bu đỏ ăn ung thư phải không? Ừ đúng rồi. Thôi kệ nó. Ủa mà sao lộn con ốc bu đỏ vô ngộ trời. Quá đâu quay hả? Kìa, ông Mạnh đang quay bên kia kìa. Vậy hai bên này. Hả? Vậy thôi. À, thả mời cô chú bên kênh của anh Phong Nguyễn ăn con ốc bưu vàng. Ăn cây tâm, cây ốc bưu vàng là ăn ung thư. Rồi mời trời kênh anh Mạnh bài của cô chú anh chú ăn ốc bưu. Nè quay chắc anh Mạnh cái lễ đút giùm em luôn quá. Trời ơi, tất cả cô chú anh chị ở kênh anh Phong Mạnh như là kênh của anh Phong ăn ốc bưu vàng luôn. Trời nó ngon ghê sợ. Đây là buổi tiệc cho đây hả anh Phong? Hôm nay về sớm mà. Nó ở bên đây anh về trời mưa quá giờ không được. Sao mà này nó có trứng này ta? Trứng của nó có sao đó. Chị vậy? À, sau này có lộn có bu vàng vô ta? Không phải vàng đâu, cái trứng. Chị gì cô à? Cái trứng của nó. Chị vậy? Ông bu này ăn được mà. Có đâu. Ủa mình sau người ta bán. Như anh Mạnh dùng rồi anh chị ta. Anh cậy đây ra anh ăn cục đây chứ mới anh chạy đau nằm anh đo dây. Thôi thua rồi. Anh về ra ta dục thôi. Trứng của nó. Chứng dầu thua rồi. Trứng không ăn được, trứng bắp ra. Sao kìa vậy ta? Ốc bu vàng không à. Này, trời ơi, vậy là Phong bị lừa nữa rồi. Nguyên tháng này không đúng à. Xui luôn á. Đỏ. Ốc bu vàng ăn vàng vàng. Đây này, con này là con ốc bu vàng. Trời ơi, thiệt tình chứ. Anh đâu sao đâu anh Phong. Không, cái ốc bu này ăn nó không có tốt bằng cái ốc bu đen kia. Mà sao cái ốc bu đen, ốc vàng này á, chỗ Phong bán là chỗ anh á là bán có 5.000 à, 5-10.000 ký à. Đúng rồi. 50.000. Ốc này xuống ruộng, về quê xuống ruộng bắt ăn. Nó đóng luôn á. Vậy là Phong bị lừa nữa rồi. Ốc mà đúng ốc nuôi, ốc ấy, ốc người ta nè là qua tháng 7 là qua tháng mới mà còn bị xui nữa. Trời ơi. Chứ ốc này với Phong là cô bác với mà Phong bắt là bán chỉ có 5.000 ký à, người ta cho dịch ăn á. Cho trà ăn chung ốc bu rồi. Cho một túi à? anh buồn thiệt đấy chứ. Anh mua về rồi, không à? Trứng không à? Ốc bu vàng của cô chú rồi trứng thôi. Nội. Vậy uống ăn hoài chứ sao đâu? Tắt cái trứng ra. Ừ, có trộn lộn. Đúng rồi, con này được học phải nè. Đúng này mới gọi là ốc phải nè. Trời ơi, chán thì chứ. Này, người ta cậy ở trong này mang, mang cái chỗ nào là mua là tới nó giống mà đó. Đây này người ta cậy luôn cả cái cục cứt ở trong này nè. Trời. Thôi vậy Mạnh ăn. Bên này đây gọi là thịt má. Mạnh ăn miếng cái cục rồi. Nó cứng cứng á, người Mạnh ta cậy cho chú anh chú. Chán thiệt đó, luôn á. Buồn thiệt luôn chứ. Bán vậy mà bán còn giá cao quá. Cho bá. Có cái ruột của nó nè. Nè. Nè con này không biết trứng không à. Trời. Nè không phải. Đó, ốc bu vàng nè. Thấy không? Thấy không? Thì nãy giờ ăn ốc bu vàng không mẹ? Trời này, ơi. Cậy luôn cái cục ra này đó. Sao chán dữ vậy ta? Cuốn đây bắt nhóc luôn. Con nhà con giật có mai anh dẫn em đi đó nè. Ào ở đây bắt nhóc luôn. Ăn bu vàng. Hả? Em cho anh một con to em mới nhưng mà bắt được một con to em vừa chặt luôn anh không? Ngon quá. Thấy không? Ừ. Em ăn con nhỏ nhỏ em ăn. Vậy đúng giờ là anh bị lừa nữa đó. Đúng mà ốc ấy là ốc ấy. Mạnh thiệt chết rồi. Qua tháng 7 giờ mà còn bị dính nữa. Chán thiệt chứ. Anh mời quý cô chú mấy đó nha. Ăn này đâu sao mà. Ăn là ấy kỹ à. Đó là vừa. Chán buồn rồi chứ. Mời chưa mời. Hãy mua đang lấy ra cái ốc này nó không có nhiều tiền á mà sao mà bán mắc quá. Nhiều. 50.000 ký á. Trời ơi. 50.000 á. Còn hơn ở trên thành phố mẹ.
Bảy ốc bự có 5 mấy giờ. Cũng có 3 có này 50.000 ký mà là ốc bu vàng nó mới ghê chứ. Phố trên trên mình ký có 35.000. Thấy anh đang bắt. Bắt đầu. Nhưng mà bán nếu mà bán vậy á thì con ốc bu vàng vậy là không đúng rồi, kỳ quá. Ủa liệu ở dưới cái này ốc bu vàng một cái giá không ba ta? Sợ cái cô đó bán không biết luôn á. Bị người ta bắt á, người ta bán người ta không nói rõ. Chứ mà sao kỳ quá. Chứ mà ra bắt mà biết được ăn, người ta bắt người ta chỉ biết thấy con ốc và bắt người ta bán lại thôi, chứ người ta cũng là gì biết thôi. Giờ người ta không biết người ta không okay, bắt. Đi lỡ ăn luôn đi. Lỡ ăn xui vậy. Không, nhưng mà mình đi bắt con ốc con da mình nhìn mình biết liền à. Biết sao được. Con ốc vàng nhìn biết không anh? Những cái con ăn ngon mấy Thảo? Ngon mấy em? Nước mắm ngon. Nước mắm á, hồi nãy anh chạy vô cái chỗ tiệm cơm cơm tấm á. Không anh à, mà em khoe á, chứ nãy là nghiêm cấp nó không đâu. Em khoe đi bắt với ruộng á là ốc này là không á, không có bắt. Quay thôi nha, đừng dìm hàng nha. Đưa tôi nằm trong dìm hàng đi luôn. Nhìn thấy xấu thôi. Bây giờ là... tệ luôn á. Bữa giờ anh Mạnh với Lưu Phong á, cứ dìm dây, dìm hàm, dìm hàng tụi em không mà. Lúc mà ngủ mà cháy nước miếng cũng quay. ông Mạnh sao mất xe đi lên trước canh xe. Mạnh lên đây là đúng xui luôn á. Đừng xui thiệt luôn á. Ra mất đi mua ốc bù đen với mà ốc lát về vô cuộc ăn toàn là ốc u vàng nè nè. Ông bác chị xem là ăn thì không làm nhiều quá chị. Nếu mà ngồi giặt cái ghê nè. Thôi ngon quá. Ngồi giặt cái bụng mỡ nè, cái cục này cục gì vậy trời. Lật ra vậy là thấy thua rồi. Giống như cục này bụng nè. Mỡ bụng. Đúng không? Giống như cục mỡ bụng á. Thôi ăn cho ăn da dáng ăn đi, bụng mình đang yếu ăn ít thôi. Tối cứ ộp ẹt ộp ẹt. Chị bà nãy ăn gì? Nãy ăn miếng cơm vô đau bụng đau ôm bụng luôn á. Vớt vé còn được trái dưa hấu. Hoài luôn. Tại vì mình ăn thất thường mà mình ăn không có đúng bữa ăn. Nãy nằm đói rồi biến đi ăn á. Em ăn to anh đừng đòi em. Đợi ít thôi. Anh xía bên kia các em làm tranh thủ ăn con anh xía là đây. Đây là bên kia đồ mấy quay của anh Mạnh. Ừ, cảm ơn em nha. Ngon quá. Mai sáng dịp sớm anh Phật. Ừ, mai về sớm. Hôm nay tính về rồi. Tại trời chuẩn mưa quá. Trời mưa quá luôn chứ. Con có thể xui rồi, mua con ngọt ngắt rồi. Xui tung con tập luôn. Mua ngay cái chỗ mà hôm bữa mua á ông Minh. Thì đó hả? Ừ. Chỗ hôm bữa mua ốc đen á, ốc đắng á. Bữa hổm thấy cái rổ ốc bự này ngon lắm mà sao bữa nay nhìn nó kỳ ra. Bữa hổm ốc hôm bữa mình mua bữa anh mua ốc đắng á, bữa hai mình mua á, tại bụng đang yếu nên không dám ăn nhiều, ăn nhiều tối dí chạy không kịp. Mình thấy ốc này dí quải luôn. Ăn nhiêu đó đủ rồi cái gì. Còn hội phụ nữ ngồi đây còn đang ngồi. Thôi ăn dưa hấu đi. Thấy mấy em ăn anh cũng mừng mà anh buồn quá, mua đúng mấy con ốc này mà giá cao nữa. Mua cho tụi em ăn lần cuối rồi dịch đó. Lần cuối ghê ghê quá. Chứ sao? Thôi xuống anh mua đặc sản cho nên đem xuống. Đặc sản thì anh là cái gì? Rượu đế gọi đi em. Rượu đế hả? Đâu uống được, ai uống rượu đế được. Anh Mạnh, cho anh Mạnh. Ủa, Long An là rượu đế hả ta? Rượu đế ở ngoài Bình Định chứ? Ừ. Nên cho anh là đặc sản đó là đó là ngoại nhất á. Anh Mạnh tính bây giờ Cà Mau mà ở nhà điện lên là không qua được á anh không? Rồi sao ạ? Anh là tính đi về mà... Dịch hả? Dạ. Cũng như người ta thấy mình về là người ta bắt mình đi luôn á. Tại mình đâu phải thành phố không? Miếng nữa mà chiều người nhà cũng Mạnh điện lên á. Chưa đựng về hả? Chưa đựng về, tại vì người ta ở đến đây cũng đi xuống rồi bắt à. Bắt anh đi. Không biết đồ ăn là sao. Bà bé em mới hôm nãy nó điện mà. Nó bất ngờ luôn anh con. Này. Bé em. Bé mẹ nó mới 4 tuổi mà nó nói gì chứ. Mẹ sao mẹ cứ mẹ đi với dịch đi mẹ. Dịch nguy hiểm mà mẹ. Con em hả? Ừ. Bà mới 4 tuổi nó không biết ai dạy bà luôn á. Nói mà ông ngoại với bà ngoại. Sao gì? Mất hồn luôn. Trời ơi. Sao mà không mất tôi hả? Ơi.
Mình em chưa hết trứng hả? Thảo dám quất hết sau này đi em. Không, không ai ăn hết ta. Trời. Được cái em dễ ăn như vậy ăn được không? Em ăn gì? Xiên cậy đi, cậy ra chút mỡ chớp thì tôm ăn được. Cậy ra tách. Chắc làm xiên á, cậy con nào ăn hết con nấy. Rau bữa hết rồi. Tối nay để mì ha. Để anh Phong ăn bữa mì gì đó nè. Như mua chúng mấy ngốc về buồn chứ. Anh cũng khoái ngốc lắm mà chúng mấy ngốc này anh cũng dội luôn á. Phong dập. Tại anh đâu quá. Anh bỏ mày không ăn đi. Không có uống thuốc, không hút thuốc chứ không uống rượu nên ăn dập lắm. Ừ, anh đang hút thuốc đâu không được đâu. Uống bia không à? Dạo anh đâu? Tự nhiên đang ăn cái đống mà bỏ còn mình em bơ vơ không ngại ăn ngại dữ lắm. Còn anh kế bên em à? Mai mà nếu mà anh mà dậy sớm anh về sớm anh đi sớm mới mát khỏe.